Ngày đầu tiên, bà Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm hầu tòa trong vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân đã kết thúc với nhiều điều khiến dư luận hết sức quan tâm. Bà Nguyễn Phương Hằng trước tòa đã nêu ra hoàn cảnh của mình gặp phải khi thực hiện những buổi livestream công kích nhiều người. Dù nhận mình đã sai, nhưng trong ngày xử án đầu tiên, bà Hằng vẫn chưa chấp nhận xin lỗi những người mà bà từng lên tiếng sửa sói. Bên cạnh đó, dư luận cũng một phen chao đảo khi đồng phạm của bà Phương Hằng là ông Đặng Anh Quân một mực kêu mình bị oan. Mặt khác, hai ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Vy Oanh xuất hiện ở phiên tòa cũng trở thành tâm điểm dư luận. Nếu Vy Oanh trước tòa xin cho bà Phương Hằng được giảm án, thì Đàm Vĩnh Hưng lại chỉ muốn nhận một lời xin lỗi chân thành từ bà Hằng. Cả hai trước tòa đều xác nhận rằng khi đến đây thì bản thân không cần tiền bồi thường từ bà Phương Hằng. Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. 4 giờ ngày 21 tháng 9, vài tiếng trước khi Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng, 52 tuổi, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam cùng 4 đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Nhiều người dân từ các nơi đã tập trung về trước trụ sở tòa án để theo dõi vụ việc. Trước giờ diễn ra phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng, nhiều người dân hiếu kỳ đến. An ninh nơi đây được siết chặt, chỉ có người cấp thẻ mới được vào dự. Ghi nhận của báo Dân Trí, an ninh phiên tòa được siết chặt, hàng rào thép gai được lực lượng chức năng tăng cường chuyển tới để đảm bảo trật tự phiên tòa. Theo quy định của tòa, chỉ những người được cấp thẻ mới được dự. Liên quan vụ án, tòa án cũng triệu tập các ông bà Huỳnh Uy Dũng, chồng bà Nguyễn Phương Hằng, ông Võ Nguyễn Hoài Linh, nghệ sĩ, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, ca sĩ, bà Đặng Thị Hàn Ni, nhà báo, ông Nguyễn Đức Hiển, nhà báo, bà Trần Thị Thủy Tiên, ca sĩ, cùng chồng là Lê Công Vinh, cựu cầu thủ bóng đá. Ngoài ra, tòa còn triệu tập ông Huỳnh Minh Hưng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, bà Trương Thị Việt Hà, Nguyễn Đình Kim đến tòa với tư cách là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan. Theo hồ sơ vụ án, bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm đã lợi dụng sử dụng 12 kênh mạng xã hội livestream xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín danh dự nhiều cá nhân như ông nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Vy Oanh, nhà báo Hàn Ni, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên cùng chồng là Lê Công Vinh, ông Nguyễn Đức Hiển. Quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng khai thông tin phát ngôn khi livestream và đăng tải trên Facebook về các cá nhân nêu trên do bà đọc trên mạng chưa được kiểm chứng và không có cơ sở chứng minh. Bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm được áp dụng tình tiết giảm nhẹ do người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Ngoài ra, bà Hằng được một số cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội tặng nhiều giấy khen, bằng khen về hoạt động thiện nguyện là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, bà và 4 đồng phạm có 2 tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội thuộc trường hợp có tổ chức và phạm tội 2 lần trở lên. Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm ra trước Tòa án Nhân dân cung cấp để xét xử về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Khoản 2 điều 331 Bộ luật hình sự hiện hành quy định khung hình phạt đối với tội danh trên từ 2 năm tù đến 7 năm tù. Sáng 21 tháng 9, phiên xét xử bà Nguyễn Phương Hằng đã chính thức bắt đầu. Từ sáng sớm, cả trăm cảnh sát đã có mặt để giữ an ninh trật tự từ cổng Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vào sân và phòng xử án. Đoạn đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa trước cổng tòa được dựng hàng rào, hạn chế giao thông và người hiếu kỳ đến theo dõi phiên xử. Theo ghi nhận của báo VN Express, bà Phương Hằng mặc sơ mi trắng, vẻ khá điềm tĩnh khi được đưa đến tòa. Nhiều lực lượng cảnh sát giám sát khu vực cổng và trước phòng xử án, chỉ những người có giấy triệu tập mới được vào. Bà Hằng, 52 tuổi, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam cùng 4 đồng phạm được đưa đến tòa từ trước 6 giờ. Họ bị xét xử về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo khoản 2 điều 331 Bộ luật hình sự, khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù. Bà Hằng bị cáo buộc tổ chức 5-7 buổi livestream có nội dung xâm phạm bí mật đời tư, xúc phạm hàng loạt người. Do tính chất phức tạp của vụ án nên chỉ những người có giấy triệu tập mới được tham dự phiên xử. Tuy nhiên, sáng nay, rất đông người vẫn kéo đến trước cổng tòa quay video, chụp ảnh. Khi bị cảnh sát nhắc nhở và không cho phép vào trong, họ lớn tiếng phản đối gây mất trật tự. Ghi nhận của báo Dân Trí, khi biết lịch phiên tòa diễn ra hôm nay, 23 giờ ngày 20 tháng 9, ông Đặng Phong Vũ, 61 tuổi, ngụ huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, đi xe máy lên Thành phố Hồ Chí Minh để kịp theo dõi phiên tòa. Người đàn ông này cho biết, phải lên tận nơi để theo dõi phiên xét xử bà Nguyễn Phương Hằng vì không muốn theo dõi thông tin qua mạng xã hội. Mạng xã hội đang thông tin nhiều quá, tôi không biết đâu là đúng sai nên phải đi trực tiếp, ông Vũ nói. Trước khi đi, ông được cháu ngoại chuẩn bị 2 bộ quần áo.
Con rể ông cũng hướng dẫn cài bản đồ Google Maps trên điện thoại để nắm được lộ trình đường đến thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, ông đi một đoạn bản đồ bị lỗi, không nắm được đường, bị lạc nhiều lần. Tôi phải hỏi người dân hơn 20 lần mới đến được trụ sở Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Tôi cũng ở lại thành phố Hồ Chí Minh 2 ngày để theo dõi phiên tòa, ông Vũ chia sẻ. Không riêng ông Vũ, ông Hát 63 tuổi cũng tranh thủ dậy sớm và bắt xe đò từ thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu. Lúc 1 giờ đến Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1 để theo dõi phiên tòa. Ông cho biết muốn đến tận nơi để theo dõi phiên xét xử để nắm thông tin một cách chính xác nhất. Chuyện đúng sai do pháp luật giải quyết, người đàn ông nói. Từ 1 giờ, ông Đoàn Đức Nhật, 48 tuổi, ngụ Long Thành, Đồng Nai, cũng đã dậy chuẩn bị đồ, chạy xe lên theo dõi phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm. Ông Nhật cho biết đã theo dõi vụ án này từ lâu. Đến nay, tòa xét xử nên bỏ hết công việc để đến theo dõi. Được biết, phiên tòa dự kiến diễn ra 2 ngày nên tôi mang theo vài bộ quần áo ở nhà người thân, ông Nhật tâm sự. Không chỉ người dân, nhiều YouTuber, TikToker cũng có mặt từ sớm để chuẩn bị live stream người đến dự phiên tòa. Nam YouTuber NTH, 28 tuổi, chủ kênh YouTube có 200.000 người đăng ký cho biết. Trong tháng 9 này, phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng được xem là nổi nhất. Anh Hát hy vọng hôm nay sẽ quay được nhiều clip kiếm lượt xem ăn theo sự kiện. Tôi quay về chủ đề bà Nguyễn Phương Hằng đã lâu, từ lúc bà mới nổi trên mạng xã hội nói về ông Võ Hoàng Yên. Hầu như sự kiện nào liên quan đến bà Hằng, tôi đều làm clip cập nhật vụ việc. Tôi chỉ đưa tin về sự kiện, còn chuyện đúng sai cứ để tòa án phán xét, nam YouTuber nói. Lúc 8 giờ sáng, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, Vi Oanh, ông Huỳnh Minh Hưng, Đàm Vĩnh Hưng là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cũng xuất hiện tại tòa xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm. Ghi nhận của báo Tuổi Trẻ Online, khoảng 8 giờ, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, ca sĩ Vi Oanh cùng luật sư Trương Anh Tú và luật sư Ngô Huỳnh Phương Thảo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Vi Oanh đến tòa. Cáo trạng xác định, trong 9 buổi live stream vào các ngày 16 tháng 5, 25 tháng 5, 30 tháng 6, ngày 5 tháng 7, 3 tháng 10, 9 tháng 10, 3 tháng 11, 7 tháng 11, 8 tháng 11 năm 2021, bà Nguyễn Phương Hằng đã phát ngôn có nội dung xúc phạm nghiêm trọng uy tín danh dự cá nhân của Vi Oanh. Đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trái quy định của pháp luật. Cụ thể, bà Hằng có nhiều phát ngôn chửi bới, xúc phạm ca sĩ Vi Oanh, trong đó có nhiều lần nói Vi Oanh đẻ thuê, làm đĩ, gái bao. Sau đó, ca sĩ Vi Oanh viết đơn gửi cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh tố cáo bà Hằng về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để vu khống và làm nhục người khác. Đến ngày 24 tháng 3 năm 2022, công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Quá trình điều tra, bà Hằng khai lý do xúc phạm bà Oanh là vì bà cho rằng bà Oanh đã đăng một bài viết trên trang Facebook tên Vi Oanh. Ở phần bình luận, bà Oanh trả lời một tài khoản Facebook khác có nội dung móc máy xỉa sói việc bà Hằng ủng hộ đất để làm từ thiện chống dịch Covid-19. Cũng như ca sĩ Vi Oanh, ông Huỳnh Minh Hưng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng bị bà Phương Hằng xúc phạm nghiêm trọng uy tín danh dự cá nhân. Cụ thể, trong 14 buổi live stream từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022, bà Phương Hằng đã có nhiều lần chửi bới, xúc phạm ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng là trai không trai, gái không gái, người không người, ngợm không ngợm, mất dạy, vô ơn. Ngày 1 tháng 9 năm 2021, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng viết đơn gửi cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi làm nhục người khác và vu khống. Ngày 28 tháng 9 năm 2021, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh chuyển đơn của ông Hưng đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương để giải quyết theo thẩm quyền. Kết luận giám định của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương xác định các buổi live stream của bà Hằng có chứa nội dung xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân. Sáng 21 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng, 52 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam cùng 4 đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo báo cáo của thư ký phiên tòa, nghệ sĩ Hoài Linh, bà Lê Thị Giàu, ông Huỳnh Uy Dũng, Lê Công Vinh, ca sĩ Thủy Tiên xin xét xử vắng mặt. Ghi nhận của báo Dân Trí, theo hội đồng xét xử, tòa đã triệu tập hợp lệ. Những người vắng mặt không thuộc trường hợp phải hoãn phiên tòa nên tiếp tục xét xử. Là người đầu tiên bước lên bục khai báo, bị cáo Nguyễn Phương Hằng khai to rõ ràng mình sinh năm 1971 tại An Giang và đang thường trú tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
Về học vấn, nữ bị cáo cho biết mình học hết lớp 12 và hai quốc tịch. Nữ bị cáo khai bản thân có 4 con. Từng bị phạt hành chính một lần vì vi phạm an ninh. Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 24 tháng 3 năm 2022. Phiên tòa do thẩm phán Bùi Đức Nam làm chủ tọa. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có ông Đinh Quốc Dũng, Nguyễn Quang Duyệt và Võ Thành Đủ. Bà Nguyễn Phương Hằng có một luật sư bào chữa là ông Hồ Nguyên Lễ. Ông Đặng Anh Quân có 3 luật sư là ông Nguyễn Ngọc Lâm, ông Nguyễn Tri Thắng và bà Lê Thị Quỳnh Anh. Ông Huỳnh Công Tân, bà Nguyễn Thị Mai Nhi và bà Lê Thị Thu Hà không có luật sư bào chữa. Sáng nay 21 tháng 9, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân do các bị cáo Nguyễn Phương Hằng, Đặng Anh Quân, Nguyễn Thị Mai Nhi, Huỳnh Công Tân và Lê Thị Thu Hà thực hiện. Theo ghi nhận của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, khoảng 6 giờ xe chở phạm nhân có mặt tại tòa. Bà Nguyễn Phương Hằng được dẫn giải tới tòa với quần đen, áo sơ mi trắng. Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan của vụ án như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Vy Oanh có mặt tại tòa. Sau phần thủ tục đầu phiên xử, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản cáo trạng đối với 5 bị cáo. Theo cáo trạng, từ tháng 3 năm 2021, bà Nguyễn Phương Hằng thông qua các tài khoản mạng xã hội phát sóng trực tiếp live stream để xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín danh dự của 10 cá nhân gồm ông Võ Nguyễn Hoài Linh, nghệ sĩ Hoài Linh, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, ca sĩ Vy Oanh, bà Đặng Thị Hàn Ni, nhà báo Hàn Ni, ông Huỳnh Minh Hưng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bà Trần Thị Thủy Tiên, ca sĩ Thủy Tiên cùng chồng là Lê Công Vinh, bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, ông Nguyễn Đức Hiển, nhà báo và bà Trương Thị Việt Hà. Theo đó, xuất phát từ việc bà Hằng cho rằng ông Võ Nguyễn Hoài Linh có mối quan hệ với ông Võ Hoàng Yên, người bị bà Hằng tố cáo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhưng khi yêu cầu ông Linh cùng lên tiếng về hành vi lừa đảo của ông Yên, thì ông Linh im lặng. Đối với bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, bà Hằng cho rằng bà Oanh đã đăng một bài viết trên trang Facebook tên Vy Oanh. Ở phần bình luận, bà Oanh trả lời một tài khoản Facebook khác có nội dung móc máy, xỉa sói việc bà Hằng ủng hộ đất để làm từ thiện chống dịch Covid-19. Với bà Đặng Thị Hàn Ni, bà Hằng cho rằng bà Ni đã nhiều lần phát ngôn trên mạng xã hội xúc phạm bà, chống phá công ty cổ phần Đại Nam và quỹ từ thiện Hằng Hữu của Hằng. Với ông Nguyễn Đức Hiển, bà Hằng cho rằng do ông Hiển đã trả lời phỏng vấn trên kênh VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam và đăng các bài viết trên Facebook, YouTube có thông tin sai lệch, ảnh hưởng đến quyền lợi của bà và công ty cổ phần Đại Nam. Với vợ chồng Lê Công Vinh, Trần Thị Thủy Tiên, bà Hằng cho rằng hai người này đã hoạt động từ thiện không minh bạch, ăn chặn tiền từ thiện của dân. Đối với ông Huỳnh Minh Hưng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bà Hằng cho rằng ông Hưng đã lên mạng xã hội phát ngôn xúc phạm bà. Với bà Đinh Thị Lan, bà Hằng cho rằng bà Lan có các phát ngôn trên mạng xã hội vu khống, xuyên tạc sự thật, xúc phạm uy tín danh dự của bà. Ý kiến về cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát, bà Nguyễn Phương Hằng cho rằng cáo trạng truy tố bà không oan sai nhưng chưa thể hiện bản chất câu chuyện, nguyên nhân dẫn đến việc bà vi phạm pháp luật, ghi nhận của báo Tuổi Trẻ Online. Việc live stream diễn ra thường xuyên trong mùa dịch với ý định ban đầu chỉ hát hò, giải trí. Trong đó, 5-7 buổi live stream bị cáo buộc vi phạm cũng được thực hiện với sự giúp sức của 3 trợ lý. Về việc mời tiến sĩ Đặng Anh Quân, bà Hằng cho biết do biết được ông Quân cũng có xích mích với Đặng Thị Hàn Ni nên mời ông Quân tham gia 11 buổi live stream. Theo hội đồng xét xử, cáo trạng xác định ông Quân là người cổ vũ tinh thần, tiếp thêm ý chí cho bà Hằng thực hiện hành vi phạm tội. Ngoài ra, trong buổi live stream ngày 24 tháng 12 năm 2021, ông Quân đã phát ngôn có nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của nghệ sĩ Hoài Linh. Ý kiến về việc này, bà Hằng cho rằng Hoài Linh là đồng phạm với Võ Hoàng Yên, cũng là đồng phạm lừa đảo công chúng thông qua việc chữa bệnh mang tính chất tâm linh. Mà bà cũng là bị hại nên bà live stream để cảnh báo người dân. Bà Hằng cho biết, quá trình bà live stream, chồng bà là ông Huỳnh Uy Dũng không tham gia do ông Dũng thường xuyên không có ở nhà. Bà Hằng cho biết, quá trình bà live stream, ông Huỳnh Uy Dũng có can thiệp nhưng bà không đồng ý vì cho rằng bản thân không làm gì sai. Về những nội dung live stream, bà Hằng cho rằng có thông tin không có căn cứ nhưng cũng có những thông tin bà phát ngôn theo thông tin báo chí đăng. Bị cáo không kiềm chế được cảm xúc. Một mình bị cáo là phụ nữ lại bị hàng chục người sỉ nhục, chà đạp nên bị cáo bị kích động dẫn đến phạm tội. Bị cáo không thấy cáo trạng oan sai nhưng chưa làm rõ động cơ thúc đẩy việc bị cáo phạm tội, bà Hằng xúc động nói. Khi được xét hỏi, bị cáo Đặng Anh Quân không đồng ý với nội dung cáo trạng. Ông Quân cho rằng về mặt nội dung phát ngôn, cáo trạng thể hiện không phù hợp. Bị cáo nghe ba bị cáo nhân viên của bị cáo Hằng khai là có 11 buổi live stream và 1 buổi phát biểu. Tuy nhiên, ông Quân cho rằng
kết luận điều tra không được nhận nên không biết. Bị cáo Quân nói cáo trạng kết luận không đúng ý nghĩa phát ngôn của bị cáo, chỉ đánh giá hành vi của bị cáo khi livestream mà không đánh giá nội dung phát ngôn của bị cáo. Bị cáo nhận thức như thế nào về việc tham gia các buổi phát sóng? Hội đồng xét xử hỏi. Bị cáo Quân khẳng định mình bị oan, bị cáo vô tội, ông Quân nói. Cáo trạng ghi nhận bị cáo thành khẩn khai báo là không đúng đúng không? Chủ tọa hỏi. Bị cáo khai đúng hành động như vậy, tất cả câu hỏi bị cáo đều khai đúng sự thật, ông Quân trả lời. Động cơ bị cáo nhận lời mời livestream cùng chị Hằng là muốn phản biện các hiện tượng xã hội, phân tích, phổ biến pháp luật đến người nghe, ông Quân trình bày. Tại phiên tòa xét xử ngày hôm nay, 21 tháng 9, trả lời trước tòa, bà Nguyễn Phương Hằng thừa nhận không bị truy tố oan. Song bản thân bị cáo Hằng cũng cho rằng bản thân cũng bị xúc phạm nhiều. Việc bà bị giam 18 tháng là cái giá quá đắt nên không đồng ý xin lỗi. Theo cập nhật từ báo VN Express, cụ thể phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng, 52 tuổi, tổng giám đốc công ty cổ phần Đài Nam, cùng 4 đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, diễn ra với phần xét hỏi. Là người đầu tiên bị gọi lên thẩm vấn, bà Hằng thừa nhận là người thực hiện 57 buổi livestream có nội dung vi phạm, xúc phạm người khác như cáo trạng truy tố. Bị cáo nói từng tổ chức nhiều buổi livestream để thực hiện các talk show về nhiều chủ đề nên việc này là hoạt động bình thường của mình. Bà Hằng bị cáo buộc đã sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội livestream phát ngôn mang nội dung bịa đặt, sai sự thật, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân, thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của ca sĩ Vy Oanh, Đàm Vĩnh Hưng, nghệ sĩ Hoài Linh và chồng ca sĩ Thủy Tiên, nhà báo Hàn Ni, nhà báo Đức Hiển. Nói về nội dung thông tin trên các buổi livestream, bà Hằng khai rằng bản thân mình lấy thông tin trên mạng và một số bài báo. Tuy nhiên, nhiều nội dung chưa được bà kiểm chứng, bà cũng không biết là đúng hay sai. Bên cạnh đó, nói về sự tham gia của bị cáo Đặng Anh Quân, tiến sĩ, giảng viên trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh trong 11 buổi, bà Hằng giải thích do ông Quân lúc đó cũng đang mâu thuẫn với bà Hằng Ni về một số điều nên cũng đã muốn bày tỏ quan điểm. Nhắc đến liên đới giữa ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà Hằng trong các buổi phát trực tiếp của mình, bà Hằng nói thêm, ông Dũng biết vợ tổ chức các buổi livestream, nhưng thời điểm đó cả hai ít sống chung vì ông Dũng bận nhiều việc trên nhà máy. Hơn nữa, mặc dù có được ông Dũng khuyên ngăn, nhưng bà Hằng không nghe vì cho rằng bản thân mình không làm gì sai. Bên cạnh đó, bà Hằng phân trần thêm, việc bản thân mình không kiềm chế được lời nói là vì bị nhiều người xúc phạm nên bức xúc. Tuy nhiên, cáo trạng chưa nói rõ được động cơ vì sao bị cáo lại làm như vậy. Theo thông tin từ Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 9, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân do bị cáo Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm thực hiện. Theo cáo trạng, liên quan đến yêu cầu bồi thường thiệt hại, vợ chồng Lê Công Vinh và Trần Thị Thủy Tiên, ca sĩ Thủy Tiên yêu cầu bồi thường thiệt hại vật chất 30,9 tỷ đồng, tổn thất tinh thần 14,9 triệu đồng và đã cung cấp tài liệu để chứng minh thiệt hại. Ông Huỳnh Minh Hưng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng yêu cầu bồi thường hơn 43 tỷ đồng và đã cung cấp tài liệu để chứng minh thiệt hại. Các ông bà Võ Nguyễn Hoài Linh, Nguyễn Đức Hiển, Đinh Thị Lan, Lê Thị Giàu, Trương Thị Việt Hà không yêu cầu bồi thường về vật chất, tinh thần. Tuy nhiên, tại phiên tòa hôm nay, luật sư cho biết vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên Công Vinh thay đổi yêu cầu bồi thường từ 30,9 tỷ đồng xuống còn 2,3 tỷ đồng bồi thường về vật chất và bồi thường 14,9 triệu đồng bồi thường về tinh thần. Trong khi đó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết đến giờ phút này vẫn có những người vào các trang mạng xã hội của mình để xúc phạm, nói là ăn chặn tiền, cho nên danh dự uy tín bị xâm phạm nghiêm trọng. Đàm Vĩnh Hưng hiện chỉ yêu cầu xin lỗi trực tiếp từ bà Nguyễn Phương Hằng trên tòa và trên truyền thông. Là người được xét hỏi đầu tiên, bị cáo Hằng cho biết nội dung trong cáo trạng truy tố là đúng. Tuy nhiên, cáo trạng không thể hiện nguyên nhân sự việc xuất phát từ đâu. Đó là xuất phát từ câu chuyện làm từ thiện. Trước khi trở thành bị cáo trong vụ án này thì bà Nguyễn Phương Hằng cho rằng mình là bị hại. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích tới tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.